Em Thảo chào các bác nhé. Một cái dòng kìm mà mong đợi rất là lâu nay đơn vị em đã về. Dòng kìm 22A của hàng Mexaban. Mẫu này thì đơn vị em đang khuyến mại rất là sâu. Để bác nào đang muốn biết giá về cái bộ sản phẩm hôm nay mua 2 tặng 1 và cái kìm cắt dây hôm nay chỉ giảm giá còn một lửa, các bác hãy theo dõi ở phần cuối video em sẽ báo giá nhé. Và em sẽ test thử luôn. Với cây kìm này thì nó là dòng kìm cắt dây, nhưng nó sẽ là mẫu kìm đa năng. Các bác có thể dùng để tỉa cành. Tỉa cành, cái này nó thay với cặp chéo nhé. Các bác cắt ở cái vị trí khó này, cực kỳ là dễ luôn nhé. Với cái kìm hôm nay thì em chỉ để cho các bác có mấy chục ngàn thôi. Đây các bác, ví dụ như cái cành này các bác tỉa này. Và em sẽ tỉa ở cái, em sẽ cắt dây. Dây là dây nhôm nhá. Dây nhôm 4 cây. Đây là dây nhôm 4 cây này các bác này. Dòng kìm đa năng các bác có thể vừa cắt dây, vừa cắt cành. Đầu video em báo giá luôn này. Mẫu này em sẽ gửi từ các bác ở video ngày hôm nay là 90.000 đồng. Của hàng mẫu 22A Mexaban chữ chì. Tất cả chữ của nó đều là chữ chì. Thì với đại lý em thì rất nhiều những cái dụng cụ em đang khuyến mại. Thế rất mong là các bác khi xem được cái video này mà đang quan tâm tới dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây, đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều những cái đồ hay. Và trong cái tháng 9 này thì bên đơn vị em sẽ giảm giá tới 50% cho tất cả những cái sản phẩm em đăng tải này. 90.000 đồng nha các bác nhé. Đấy, bác nào mà mua số lượng về bán nhiều thì cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên phần đầu video. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác. Đấy, và tiếp tới là tới bộ kéo 2 cây. Bộ kéo này thì hôm nay cũng như những cái video trước em đưa tới các bác, bộ kéo cao cấp này thì giá của nó rất là cao. Nhưng ở đầu tháng 9 này khi mua 2 cây em Thảo sẽ tặng các bác một cây kéo 24 này. Và giá thì cực kỳ là thấp luôn các bác nhé. Em sẽ test thử trước. Tất cả những mẫu kéo này thì sẽ test thử trước. Đây là một cái cây kéo của dòng 30cm mà đơn vị em đã sử dụng tới 4-5 năm rồi đây. Từ lúc bán hàng bỏ ra để cắt giấy. Em cũng cắt thử luôn nhá. Cái này thì chuyên nghiệp để các bác thì mình tỉa cành. Đấy. À, với cái kéo này các bác nhìn này. Cực kỳ là ngon luôn. Mặc dù đã sử dụng rất chi là lâu rồi. Đấy. Đây là cây kéo 30cm nhé. Còn đây là cây 24. Cây này thì chủ yếu để các bác thì mình tỉa hoa hồng. Các bác tỉa những cái cành ở những cái vị trí mà không có nhiều gai. Các bác thấy không? Đây là cây kéo tặng các bác đấy. Cực kỳ là ok luôn nhé. Và em sẽ chi tiết và báo giá luôn này. Bộ kéo này thì hôm nay rất là lợi đối với các bác mua hàng. Khi các bác mà mua một đôi kéo này. Đây là một cây 35cm và một cây 30. Đấy của hàng, cái này nó là Mexaban nhưng nó đều là hàng rẻ thôi chứ không phải là hàng cao cấp chuẩn xịn nhất nhé. Đấy là em cũng nói luôn đấy để các bác mua, các bác nhà mình được biết. Lò xo của nó là lò xo đôi rất chi là khỏe. Đấy và cái này riêng cái kéo to sẽ được tặng thêm một cái lò xo này. Các bác đầu tiên mở phần tay cầm đấy ra. Đấy, cái này em cũng vừa mới cắt cành nhá. Cái này các bác có thể cắt cành to bằng ngón tay là ok luôn này. Cực kỳ là sắc bén và nó sẽ có chế độ tự mài này. Thép cực kỳ là đẹp này, chống trượt này. Đấy, các bác sử dụng xong đậy nắp cái khóa này vào, lau cho nó một chút dầu đi. Đấy, và với một cái bộ đôi này thì sẽ giúp các bác tỉa cành, tỉa tán, tỉa phẳng, tỉa vòm đều có thể sử dụng được. Đấy, và với cái đôi kéo này thì em đã gửi trên toàn quốc, có những bác mua tới cả 10 đôi về để sử dụng dần. Có bác thì mua tặng các bạn bè, có bác thì mua để sử dụng làm vườn lớn. Còn với các bác sử dụng mục đích ít thì các bác sử dụng một bộ thôi, đơn vị em sẽ miễn phí ship tới tận nhà. Đấy, và với cái bộ kéo này thì đây nhá, em tặng các bác cái cây 24 em vừa mới test đấy. Siêu sắc bén luôn. Đấy, bác nào mà đang quan tâm tới đại lý dụng cụ làm vườn của đơn vị em, đừng quên đăng ký kênh để đón nhận những cái chương trình khuyến mại sâu nhất như hôm nay. Đấy, và hàng em đây, các bác nhìn hàng cơ man là về. Tất cả ra tận ngoài cổng cũng đang chuẩn bị xuất hàng để gửi cho các bác nhé. Ở cái bộ ba kéo hôm nay thì em cũng báo giá luôn này. Hôm nay thì các bác mua hai cái cây này. Đấy, đơn vị em đang gửi tới các bác là 350.000. Dòng kéo hộp xanh nhé. Hộp xanh là hộp đắt đấy các bác nhé. 350.000. Tặng cho các bác một cây kéo tỉa 24 này nữa. Đấy, trong quá trình sử dụng một vài năm hoặc nhiều năm, các bác mà hỏng lò xo hay là các bác muốn thay thế thì cũng liên hệ bên em có hết để phục vụ các bác nhé. Cũng chỉ có 10.000 đồng một cái lò xo này thôi. Lò xo rất là khỏe. Đấy, và đơn vị em sẽ nhận gửi và miễn phí ship trên toàn quốc ở cái bộ kéo hôm nay. Ở đầu tháng 9 này thì đơn vị em Thảo sẽ có rất nhiều hàng để đưa tới các bác. Và là một đại lý lớn thì đơn vị em sẽ nhận gửi trên 63 tỉnh thành của đất nước.
bác nào ở đâu cũng có thể mua được. Chỉ cần các bác liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại 0888 636 138, hoặc số điện thoại 0975 531 602. Đấy, và các bác lớn tuổi đừng quên lưu số điện thoại của cháu vào nhé, để khi nào cần cái mặt hàng gì thì hãy liên hệ luôn để sử dụng những cái dụng cụ chất lượng nhất này. Thì hàng vừa mới về thì em cũng quay qua một chút thôi. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì hãy gọi điện trực tiếp nhé, em sẽ gửi vào miễn phí ship. Đại lý em là đại lý lớn nhất miền Bắc, giao xỉ lẻ. Bác nào mà muốn mua giá rẻ nhất cũng liên hệ trực tiếp tới bên em sẽ giao cho các bác để mở cửa hàng. Đấy, rất cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.